đốt bạc tỷ mỗi ngày Quốc hội dựng những vở tấu hài giá rẻ. Xuân thu nhị kỳ đến hẹn lại lên, Quốc hội của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam lại nhóm họp. Đã từ lâu người dân gọi Quốc hội này là Quốc hội bù nhìn. Còn các ông Nghị, bà Nghị trong Quốc hội đó là những ông bà Nghị gật. Trước khi Quốc hội này nhóm họp thì Hội nghị Trung ương 8 đã diễn ra và mọi vấn đề đã được quyết trong hội nghị này rồi. Quốc hội họp chỉ để mà gật mà thôi. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định mọi vấn đề quan trọng. Quốc hội chỉ có thể họp để mà gật. Quốc hội Việt Nam có khoảng 500 người, ủy viên Trung ương Đảng khoảng 200 người, chia nhau nắm quyền lực từ Trung ương đến địa phương. Mỗi tỉnh chỉ có một ủy viên Trung ương Đảng, đó là bí thư tỉnh ủy. Bí thư tỉnh nào thì thường là người đứng đầu đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đó. Như vậy, Trung ương Đảng phân công người của mình chăn dắt những đoàn đại biểu Quốc hội địa phương. Vì thế, khi Hội nghị Trung ương đã đưa ra quyết sách, thì các ông, các bà chăn dắt này sẽ mang ý kiến do Trung ương Đảng chỉ đạo về phổ biến lại cho các đại biểu Quốc hội trong đoàn của mình. Đó chính là cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam điều hành khiến cho toàn bộ đại biểu Quốc hội phục tùng Đảng và đảm bảo tất cả đều hốt chung một bản nhạc do Bộ Chính trị đưa ra. Hội nghị Trung ương 8 vừa qua kéo dài 7 ngày là kỳ hội nghị kéo dài hơn các kỳ khác. Thông thường mỗi kỳ hội nghị chỉ chừng 2 ngày. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 lần này cũng kéo dài và diễn ra trong 2 đợt. Đợt 1 từ 23 tháng 10 đến mùng 10 tháng 11 và đợt 2 từ ngày 20 đến 28 tháng 11. Tại sao chỉ để tụ lại để mà gật những vấn đề mà Hội nghị Trung ương đã quyết mà lại tốn nhiều thời gian đến như thế? Đây là câu hỏi đang được đặt ra. Thật ra, việc Quốc hội họp hành kéo dài cũng chỉ là màn kịch mà thôi. Đó là cách mà Quốc hội bày vẽ ra cho có vẻ bận rộn. Đó là lý do người dân cứ phải xem đi xem lại những vở hài kịch của cả đại biểu Quốc hội và cả ban tổ chức. Cách đây khoảng 10 năm, chi phí mỗi ngày họp Quốc hội là 1 tỷ đồng. Nếu tính trượt giá theo lạm phát, thì con số hiện nay có thể là hơn 2 tỷ đồng. Vừa qua, Quốc hội đã tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm 44 chức danh của nhà nước. Kết quả không ngoài dự đoán, ai ai cũng có tỷ lệ tín nhiệm cao áp đảo. Đây rõ ràng là một trò hề. Trò hề này diễn đi diễn lại tại Quốc hội và các hội đồng nhân dân ở địa phương. Trước đây khi bầu ông Trung Ngọc Anh thay cho ông Nguyễn Đức Chung thì Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý tới 100% số phiếu. Nhưng rồi không bao lâu sau đó cũng chính Hội đồng Nhân dân này lại phế truất ông ta cũng với 100% số phiếu. Cách đây 10 năm báo chí cho biết chi phí cho mỗi ngày họp Quốc hội lên tới 1 tỷ đồng và cứ lấy mức lạm phát trung bình là 10% mỗi năm tính theo thời giá hiện nay thì mức chi cho một ngày họp của đại biểu Quốc hội phải mất 2,6 tỷ đồng. Trong 22 ngày họp của Quốc hội, có thể ngốn gần 60 tỷ đồng tiền thuế của nhân dân. Khi mọi vấn đề đã được Trung ương Đảng quyết định, thì Quốc hội có cần phải tốn tiền của dân chỉ để gật đầu hay không? Đã là độc đảng thì dân nào có dự phần vào vấn đề quốc gia, đại sự bao giờ? Nếu là một buổi chiếu phim hay, một buổi trình diễn ca nhạc, thì còn mang lại cho khán giả món ăn tinh thần. Còn đằng này, Quốc hội chỉ gật những vấn đề đã được quyết định trước đó thì mang lại cho dân giá trị gì đâu. Chẳng có giá trị gì cả. Những gì diễn ra tại hội trường Ba Đình chỉ là màn kịch rẻ tiền cho những loại giá mà người dân phải bỏ ra để nuôi các ông bà nghị gật này. Vở kịch rẻ tiền nhưng đốt rất nhiều tiền của người dân để mà diễn. Quốc hội sẽ còn phải họp để tiếp tục theo đúng lộ trình, sẽ không có gì thay đổi cả, không có gì đột phá ở nghị trường. Có chăng chỉ một vài ý kiến của dân có thể nghe lọt tai ý kiến của ông Lưu Bình Nhưỡng ở những kỳ họp Quốc hội khóa trước. Tuy nhiên đến khóa này, những người có tiếng nói vì dân lẻ loi nhung nhưỡng cũng không còn nữa. Tại Quốc hội khóa 15, Đảng Cộng sản cho đồng phục tư tưởng toàn bộ mà không cần trang điểm vài tiếng nói vì dân như trước đây. Đảng Cộng sản càng ngày càng cực đoan hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin đốt bạc tỷ mỗi ngày Quốc hội dựng những vở tấu hài giá rẻ.
Kính mời các bạn bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Khả năng tiên liệu đại họa của Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ông Tô tỏ ra non xanh trước chị Đại. Vào ngày 23 tháng 10 vừa qua, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lại bị đưa ra tòa xét xử một lần nữa, mà vẫn thiếu vắng nhân vật chính là Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Sự bất lực của ông Tô Lâm thể hiện trong cách mà ông đã làm với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn khi chỉ biết dùng báo chí để kêu gọi bà ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Ai hiểu Cộng sản cho bằng người từng làm ăn với Cộng sản. Bài học của Việt Kiều Hà Linh Trịnh Vĩnh Bình bị Cộng sản dụ dỗ, hứa hẹn nên đã đem cả triệu đô la về đầu tư rồi sau đó mất trắng rồi lại bị tống vào tù là bài học vẫn đang còn nóng hổi. Với Nguyễn Thị Thanh Nhàn mà Tô Lâm dùng chiêu dụ trẻ con. Đấy là trong lĩnh vực đầu tư kinh tế, còn trong lĩnh vực chính trị quốc phòng thì Đảng Cộng sản càng lộ rõ nguyên hình là kẻ nói một đường làm một nẻo. Người sắc sảo, người dám chơi với Cộng sản như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ắt bà phải hiểu rõ bản chất của Cộng sản như thế nào. Việc Tô Lâm cho báo chí kêu gọi bà đầu thú làm cho nhiều nhà phân tích phỉ cười trước sự non cơ của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Lẽ ra ông Tô Lâm nên tự trách mình thì hơn. Bởi chính hành động tự tiện sang Đức bắt cóc Trịnh Chính Thành cách đây nhiều năm là nguyên nhân gây nên sự bế tắc trong việc dẫn độ và đưa bà Nhàn về Việt Nam hiện nay. Hành động của Tô Lâm chẳng khác nào tự nã kẹo đồng vào chân mình, để rồi bây giờ chân bị liệt. Việc hợp tác dẫn độ với phía chính quyền Đức cho tới nay là nhiệm vụ bất khả thi. Biến nơi đây thành nơi an toàn nhất cho bà Nguyễn Thanh Nhàn ẩn náu, đó là điều bà đã tận dụng. Vụ IC tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh không có nhân vật chính, lại có nhân vật thứ nhì trong IC, đó là kế toán trưởng Đỗ Văn Sơn. Đúng như thông tin nội bộ trước đó đã cung cấp cho Thời báo .de, ông Đỗ Văn Sơn trốn ở Dubai và bị bắt dẫn độ về Việt Nam. Ông Đỗ Văn Sơn được bà Nhàn đưa đi chánh họa mà vẫn cứ lỡ ngớ xứ người nên bị bắt. Trước tòa, ông Đỗ Văn Sơn đã khai rằng năm 2020 ông Sơn đã xin nghỉ ở công ty IC. Đến tháng 4 năm 2022, vị cựu kế toán trưởng này nhận được điện thoại của bà Nhàn nói rằng công ty không kinh doanh việc cũ như trước nữa mà chuyển sang làm mô hình thành phố thông minh. Bà Nhàn nói với tôi nếu muốn làm công việc mới này thì phải đi nước ngoài học tập. Thời điểm này đang là đại dịch Covid-19, bị cáo bị ốm, sau đó 2 tuần thì bị cáo đồng ý, ông Sơn khai nhận. Sau khi đồng ý, bị cáo Sơn được trợ lý của bà Nhàn mua vé máy bay để sang Dubai. Khi vừa xuống Dubai thì ông Sơn được một người đón, đưa về ở tạm tại một văn phòng thuê từ trước. Ngay sau đó, người này lập tức tịch thu điện thoại của ông Sơn. Sang Dubai, tôi không đi học gì để làm thành phố thông minh, mà chỉ ở trong phòng, không được đi đâu như bị giam lỏng. Lúc này tôi mới nhận ra mình bị lừa. Lời nói của Đỗ Văn Sơn so với thông tin mà Thời báo .de nhận được có phần khớp nhau. Thông tin cho biết khi ông Sơn sang Dubai vì lơ ngớ nên mới bị bắt. Thật sự Đỗ Văn Sơn không hề tự mình chạy trốn mà chính bà Nhàn một tay lo liệu tất cả. Có thể nói bà Nhàn đã tiên liệu được thảm họa sắp xảy ra cho Đỗ Văn Sơn. Nhưng chính ông thì lại không nhận ra. Điều này cho thấy bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hơn lính của mình một cái đầu. Với con người như vậy mà cho báo chí kêu ra đầu thú thì quả thật ông Tô Lâm đang dùng trò dụ trẻ con để mà dụ dỗ một người nhìn thấu dự tính của ông. Dù có chức cao quyền lớn nhưng ông Tô Lâm vẫn thua rất xa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở khả năng tiên liệu trước tình hình. Trước khi bị khởi tố, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chuẩn bị trước cho mình tấm hộ chiếu đảo ship. Giờ đây bà Nhàn đang ở Đức và đang có nhiều lựa chọn. Bà có thể nộp đơn xin tị nạn trong vai trò là một nạn nhân của chính quyền Cộng sản, hoặc bà có thể lưu lại châu Âu với tấm hộ chiếu đảo ship nếu đơn xin tị nạn của bà có bị từ chối. Mặc dù Tô Lâm có quyền bính trong tay, Tô Lâm cũng đủ liều mạng để làm những điều thế giới cấm,
nhưng đấy chỉ là những gì ông Tô có. Còn về khả năng, tiên liệu và tính toán đường dài, ông Tô Lâm không thể sánh bằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nhưng có thể nói, đặt lên bàn cân về trí tuệ, Tô Lâm còn non xanh lắm so với chị đại Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Khả năng tiên liệu đại họa của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Tô tỏ ra non xanh trước chị đại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de